cố gắng luyện tập. Minh Sơn. Dạ. Tập tuồng tiếp đi con. Để con đưa cô vào trong. Đó, em thấy chưa? Cô la rồi đó. Thôi, mình tập tuồng tiếp đi em. À, để anh thị phạm lại cái lớp diễn hồn nguyệt cô cho em coi nghe. Hồn nguyệt cô rời núi, đi khắp cõi trần gian, cứu giúp kẻ cơ hàn. Nhờ trong tim có ngọc, nàng thoát ra từ thân cáo để trở lại làm người. Điên. Ai điên? Em nói anh điên á. Anh điên. Anh cũng có chút máu điên đó. Nhưng mà điên dễ thương. Anh điên cho em coi nè. Hồ Mỹ Cô. Hít. Tình yêu của đôi à, mình tuy hai tâm hồn hòa nhau à, nhưng còn có bao người có mẹ và anh em trong đoàn hát. Nếu cần phải lo thèn là lo cho nghề nghiệp vững vàng hơn. Mình đang nói gì không? Anh thấy dạo này em thay đổi nhiều quá rồi đó. Anh cũng thay đổi đi là vừa. Anh sao? Anh hãy nghe em, kiếm cho mình thật là nhiều tiền, xe hơi nhà lầu để xây dựng tương lai. Còn nghề hát thì sao? Nghề hát. Bỏ cái nghề hát sớm này đi là vừa. Tại sao lại bỏ nghề hát? Đông Nhật, em là một tài năng, em rất có triển vọng. Em không thể nào quên gia đình em có truyền thống sân khấu bao đời. Em hiểu chưa? Phải. Em đã được nghe hát từ còn trong bụng mẹ. Đã bao lần dàn giá dĩ hồ nguyệt cô, để rồi khi dàn hát tắt đèn, sân khấu vắng, tất cả đều là giả tạo để làm vui cho mọi người. Em không quên được những lời ngợi khen cuồng nhiệt của khán giả ân nhân. Em xem đó là niềm hạnh phúc. Khi ai có hiểu, cởi bỏ lớp áo vàng sâu rực rỡ, em lại trở thành là một cô đào nghèo khó. Bao điều giả em không còn tin là thật. Sống riêng mình em còn được mấy thời gian. Nhưng còn tình yêu thì sao? Thời gian qua đi, tuổi trẻ cũng trôi qua, em phải được hưởng thụ.